Trong thời gian Hương Sắc Độc Sinh về làm chương trình cây cảnh nghệ thuật tại làng nghề sinh vật cảnh xã Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định. Với dịp này tôi đã đến thăm tòa Thánh Sứ, Thánh Đường của Giáo Sứ Liên Phú anh. Vâng, Liên Phú, xã Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào tham quan Thánh Sứ. Với cái hình ảnh hai hàng cau hai bên lối vào của nhà thờ, tôi cảm thấy rất là đẹp. Vâng, trước mắt chúng ta là toàn cảnh mặt phía trước của Thánh Đường Giáo Sứ Liên Phú, tước hiệu Mẹ Giáo Hội. Chúng ta đang đứng trước đôi cầu đối với trụ cổng vào Thánh Đường Giáo Xứ Liên Phú. Tới đền vàng dâng lời ca ngợi, vào thánh điện cất tiếng tạ ơn. Vâng, đến thăm Thánh Xứ, chúng tôi được giao lưu Thánh Đường Giáo Xứ Liên Phú. Vâng, chúng tôi được giao lưu với ông trùm Đinh Văn Luông. Chúng ta cùng nghe những điều tâm sự của ông trùm Đinh Văn Luông. Xin chào ông nhé. Vâng, xin chào tất cả các quý vị. Tôi rất là hạnh hôm nay được anh Đỗ Sinh về với xã Hải Tây cùng với làng nghề sinh cây cảnh nghệ thuật. Thì hôm nay anh cũng đến thăm công trình của Thánh Đường của Giáo Xứ Liên Phú chúng tôi. Thì cũng thưa với tất cả quý vị rằng Thánh Đường của Giáo Xứ Liên Phú chúng tôi đấy được các bậc tổ tiên chúng tôi thành lập từ năm 1900 đấy, và đến năm 1916 thì các bậc tiền nhân của chúng tôi đã xây dựng một ngôi thánh đường mới đấy, và qua quá trình thời gian đó, thì năm tháng và thời tiết khắc nghiệt cho nên là nhà thờ xuống cấp. Thì đến năm 1990-91 thì năm đó thì chúng tôi đã tái thiết thánh đường lần thứ nhất đó. Và cho đến nay thì ngôi thánh đường của chúng tôi tức là cũng đã qua thời gian, tức là lúc đấy khi kinh tế còn có hạn thì chúng tôi tiến hành nó cũng chưa được kiên cố. Vâng. Đến năm 2011 thì chúng tôi đã cùng nhau được sự hướng dẫn của cha chánh xứ Trần Trung Hiếu và cộng đoàn giáo dân, chúng tôi đã thi công được một đôi cây tháp rất là kiên cố và hùng vĩ ngay tại trước mặt chúng ta. Vâng. Và hiện nay thì cộng đoàn giáo xứ chúng tôi cũng đang là cùng nhau, tức là chung tay chung sức chung lòng để tức là hoàn thiện cái ngôi thánh đường, tức là phần thân nhà thờ. Vâng. Thì thánh đường của giáo xứ Liên Phú chúng tôi được thành lập chính thức chính xứ là năm 1925, và chúng tôi đang là phấn đấu tức là kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ, tức là năm 2025 chúng tôi tức là có thể sẽ mừng một cái kỷ niệm 100 năm là rất là trọng thể. Hôm nay cũng nhân dịp là anh Sinh có về thăm làng nghề của xã Hải Tây chúng tôi và đến thăm giáo xứ Liên Phú, chúng tôi cũng kêu gọi những anh chị em người con quê hương ở khắp các vùng miền đất nước cũng như hải ngoại, nếu có thế được thì cũng nên chung tay với chúng tôi trong công trình
tái thiết và hoàn chỉnh ngôi thánh đường mới kỷ niệm tức là 100 năm thành lập giáo xứ. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng. Và đây là chúng ta đã chuẩn bị một số nhiên vật liệu đây không? Về gạch này. Và đây là khu vực chứa gỗ đúng không anh? Và đây là cái những cái trên 100 khối gỗ cây chúng tôi đã đang tức là trên 100 khối rồi. Và dự kiến là thời gian nào chúng ta tiến hành tiếp? Chúng tôi cũng đang là dự tính trong những năm gần thì chúng tôi sẽ đi vào chúng ta khai giảng và tiến hành khởi công xây dựng. Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến tâm sự giao lưu với ông trùm Đinh Văn Luông. Qua ý kiến của ông thì chúng tôi cũng sẽ mong rằng cuốn video này được phát trên kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, các bà con xa xứ chúng ta hướng về Tổ quốc, hướng về quê hương và những người trong nước đến với giáo xứ Liên Phú ạ. Liên Phú ạ. Vâng. Nguyện vọng của chúng tôi để chung tay xây dựng. Vâng. Vâng. Cộng đoàn muốn là sẽ hoàn chỉnh ngôi thánh đường để ăn khớp với mô đen với đôi cây tháp chuông này chúng tôi đã xây dựng năm 2011. Vâng. Và bây giờ xin phép ông chúng tôi được đưa tải hình ảnh của giáo xứ Liên Phú đến với cộng đồng, đến với những người con xa xứ nhé. Vâng. Đây quý vị đang thấy trước mắt chúng ta là tượng đài của Đức Mẹ Chúa Kitô. Vâng. Của giáo xứ Liên Phú chúng tôi. Ngôi thánh đài này tức là đã được xây dựng từ năm 2003. Vâng. Đó gọi là đường thánh giá. Vâng. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi xung quanh thánh xứ để chúng ta quan sát về cấu trúc xây dựng cũng như là hình ảnh của thánh đường. Chúng tôi sẽ phấn đấu là sẽ thiết kế cái phần thân nhà thờ tức là nó sẽ ăn bằng cái tung và đồng bộ với cái tháp chuông. À vâng vâng. Đây là cổng chuông. Vâng. Của thời cha ông chúng tôi, tức là được xây dựng từ năm 1916. À dạ. Vâng. Tức là hiện nay sau khi ngồi là 100 năm rồi đấy. Vâng, trên 100 năm rồi. Vâng, 16 bây giờ vâng. 19 mà. Sau khi mà năm 90-91 là chúng tôi tái thiết ngôi thánh đường lần hai này á thì các cụ quyết định là sẽ giữ bảo tồn cái tháp chuông này để làm dấu tích kỷ niệm. Vâng. Cho nên mặc dù tới đây chúng tôi sẽ xây lại cái phần thân nhà thờ mới nhưng chúng tôi cũng đã cùng nhau thống nhất là chúng ta cứ giữ nguyên cái phải để nguyên trạng. Vâng. Kỷ niệm. Vâng. Vâng. Ít nhất là cũng đã có 100 năm rồi. Vâng. 100 năm. Đây là hai phần mộ của cha cố Giuse Phạm Văn Huyễn và thầy sứ Vinh Sơn Lê Hữu Chức. Vâng. Hai ngài đã rất có công phục vụ giáo xứ Liên Phú. Cho nên là sau khi các ngài cũng đã được an nghỉ trong Chúa thì cộng đoàn giáo xứ đặt phần mộ các ngài tại bên cạnh thánh đường để vâng. Cảm ơn các ngài. Vâng. Đẹp quá. Hai tháp. Vâng, đẹp quá. Vâng, bây giờ em quay đến cổng chuông. Đây là những cái công trình mà đã có tuổi đời từ 100 năm trở lên. Thánh xứ mình giữ lại để làm kỷ niệm. Dấu tích còn có vậy đấy. Vâng. Tất cả còn có như thế này thôi. Một cái cổng chuông. Đẹp tứ diện như nhau anh ạ. Quê hương Liên Phú tức là ở trong nước cũng như hải ngoại.
Vâng, với không gian của Thánh Đường, chúng ta cũng quan sát được biết đối với Nam Định nói chung và Hải Hậu nói riêng, một làng nghề hoa cây cảnh, bonsai nghệ thuật rất là phát triển. Trong khung viên Thánh Đường cũng có những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Tôi cũng lấy hình ảnh giới thiệu với các bạn. Và trong khuôn viên Thánh Đường, chúng ta thấy có một tác phẩm xanh rất lớn. Các anh đã xây dựng sẵn một cái bồn hình tròn. Với cái bồn như thế này thì sau đó cái sức sống và vươn tỏa bóng vươn xa của cây xanh cũng sẽ đáp ứng được. Đấy, rộng như thế này. Ban sĩ và cảnh cựu chức của giáo xứ Liên Phú đấy. Vâng. Đây là một cây xanh của giáo xứ, của hội sinh vật cảnh giáo xứ Liên Phú. Chúng ta thấy anh Giang là trưởng cựu đấy. Vâng. Đấy, bóng dáng của một cây xanh lớn như thế này, sau này tỏa bóng và cộng với cái đường kính của cái bồn các anh đã xây lớn như thế này thì thoải mái, không sợ là ui rồi một nó vào tầm khoảng độ ba người ôm kín, nếu đứng xung quanh ba người đấy, ba người giang tay chứ hai người không tới, không nắm được tay nhau. Hơn hai người phải đến người thứ ba chứ còn hai người không thể với được. Không thể với được. Vâng. Đấy rồi. Vâng. Ngoài ra còn có những cái tác phẩm xanh tầm trung và nhỏ. Các anh đang tạo dáng. Tôn vinh thêm quang cảnh nhà thờ. Rất đẹp. Thôi. Rồi. Vâng. Trước khuôn viên là đôi long... xanh long rất là già cây. Và trước mắt chúng ta là các bác trong ban chấp hành của Thánh Đường giáo xứ Liên Phú. Vâng, đến đây Đỗ Sinh rất là mừng được giao lưu với các bác, được nghe ý kiến của các bác tâm sự, chia sẻ về Thánh Đường giáo xứ Liên Phú. Vâng, trước khi chia tay với các bác trong làm công tác mà gọi là ban tạp vụ, thường vụ, xin lỗi vì cái công việc mà bên giáo xứ này em cũng không dành lắm, nhưng mà với cái trách nhiệm của mình cũng như cái ý nguyện của em là em đến đây gặp với gỡ với các bác và được chia sẻ cái hình ảnh của Thánh Đường giáo xứ Liên Phú. Vâng, thì đây em xin giới thiệu với tất cả các bác là ông Tránh Tung. Đây là ông Trùm Tránh. Ông Trùm Tránh, ông Tránh Tránh Tung ạ. Vâng. Thế còn bác ạ? Ông Trùm Yên ạ. Ông Trùm Yên. Vâng. Đây là ông Ký Tiến ạ. Ông Ký Tiến, vâng ạ. Và đây ông Quý Toản. Ông Quý Toản. Vâng, Quý Toản. Vâng. Bốn ông trong ban thường vụ. Vâng. Thế thì qua cái hình ảnh này được ý kiến của các ông trong những cái kỳ mà Đỗ Sinh về với Hải Hậu và với Hải Tây với giáo xứ Liên Phú, thì Đỗ Sinh cũng có ý kiến với tất cả các anh chị em là những người con của giáo xứ Liên Phú sống xa quê hương, trong nước cũng như hải ngoại, chúng ta hãy hướng về với giáo xứ Liên Phú để chung tay đóng góp xây dựng Thánh Đường giáo xứ Thiên Phú, tước hiệu mẹ giáo hội ngày càng to đẹp hơn.
để chúng ta có một cái nơi sinh hoạt thường kỳ đến với Thánh đường giáo xứ thật sự là khang trang, đạt ý nguyện chung của những người con giáo xứ Liên Phú. Vâng, Đỗ Sinh xin cảm ơn các bác nhé. Vâng. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bác chúng ta sẽ chụp một bức ảnh kỷ niệm, và cuốn video này Đỗ Sinh xin khép lại tại đây.